đây để chim mồi cho cả nhà xem nè. Thích thích. Chim nó hót một nắm rễ lên luôn cả nhà. Có nghe chưa? Hến có, chân chép có nè. Chim thọt cái tay xin mồi mồi phía dưới cũng đụng nè. Anh Tú mà chim làm quá là anh Tú hết dưới mồi luôn. Thấy dạ lòng quá. Dạ lòng quá, mình cũng biết làm gì nữa mà chú chị. Anh Tú thấy mẹ ăn chan canh, thấy mẹ chan canh anh Tú thèm. Anh Tú làm thử. Làm thử giống như mẹ ăn, thấy sao? Ăn ngon thiệt mà. Ngon thiệt mà. Quá xuất sắc luôn. Mẹ đâu có nói giống anh đâu anh Tú. Chị xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng luôn vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Trinh với anh Tú cho vịt ăn với lại nhổ cỏ nè cả nhà. Cỏ thì lên tí 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 là Trinh nhổ hết rồi. Tại vì lúc này công ty cũng ít việc đó cả nhà, nên là hai chồng cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc đàn vịt với lại cái vườn rau nhỏ nhỏ của mình nữa. Đây là anh Tú. Hôm nay mấy cây cỏ này nó phúc quá trời nhiều cô chú chị ơi. Nó phúng như là mình ương cải vậy đấy cả nhà. Ý là Trinh với anh Tú là thường xuyên nhổ luôn á, mà nó lên vậy nè. Ba dây bầu của Trinh nay thì nó cũng đã bò nhưng mà Trinh với anh Tú chưa có làm vàng cho nó. Tại vì bầu này á thì theo như mẹ chồng là hồi lúc trước mẹ đã chồng gọi đó cả nhà, thì mẹ nói là cho nó bò khoảng 2-3 phanh đi. Nó bò vòng vòng 2-3 phanh mình hãy cho nó lên vàng, lúc đó mới có trái. Chứ còn mình lên cho nó lên liền nó chỉ bò thôi chứ nó ít trái lắm ở nhà, hoặc là nó lên tới trên cái ngọn nó mới có trái luôn. Dưa leo của Trinh thì nay cũng bắt bén như này cả nhà. Tú này theo kinh nghiệm của mẹ để giữ cho nó bò dài phanh luôn cô chú chị. Nay thì cái cà chua anh Tú ương nay cũng bự nè cả nhà. Dưa leo thì cũng bữa nay bự nè. Vàng đậu của Tú nay tốt hơn đậu đồ que nữa, hồi đó thì đậu que tốt hơn. Nhưng đậu đũa. Anh Tú nói là vàng đậu đũa tốt hơn vàng đậu que. Vàng đậu đũa xanh ươm luôn ha. Không mà tại vì cái đậu que này cũng tốt mà anh, mà tại vì cái lá nó không có được như cái lá đậu đũa đâu. Lúc đầu nhỏ đậu que thì nó tốt hơn đậu đũa, ai ngờ cuộc đậu đũa tốt hơn đậu que. Nhưng mà nói đi nói lại không có gì tốt bằng hành của em. Hành Trinh trồng có một tép lên nè cả nhà. Trinh lấy ra lúc mà Trinh mua ở công ty đó, mua về đặng ăn lấy cái xong mình ăn không hết á, cái Trinh tép ra một tép Trinh bỏ vô mà giờ một bụi nó ra 4-5 tép luôn. Này tốt rồi đó. Thấy mê luôn, xanh nước luôn à. Tú vợ rủ vợ Tú đi mò con chim chép luôn cô chú anh chị ơi. Rủ về ghệ đi vợ. Ghệ rủ vợ. Rủ ghệ thì nói ngay thì là anh Tú về đây mười mấy năm rồi cả nhà, nhưng mà hai chồng Trinh thì là lấy nhau tới giờ thì hai chồng thường rồi đi làm công ty, nên là cũng ít khi nào mà đưa dắt anh Tú đi mồi chim chép. Anh Tú thì thích như là bắt cá này nọ thì anh Tú đi cắm câu này nọ thôi, chứ chưa có đi mồi chim chép. Nay thì sẵn cho anh Tú biết được cái con chim chép như thế nào và ăn như thế nào, thì giờ Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video để xem hai chồng của Trinh hôm nay coi đi mồi chim chép có không nghe cả nhà. Rồi đi anh đây. Giờ vợ Tú nhảy qua mương bên đây nè cô chú anh chị. Nè cả nhà, ở trong vườn là hến, con hến bự bự không nè cả nhà. Hến chà bá không nha. Hến chà bá luôn, cái ham luôn. Hến trong vườn nhiều lắm. Đó. Mồi hến với mồi chim chép là dễ lắm nè. Đây. Hến như con sò luôn. Nó bằng con sò luôn vậy. Nè. Trên thằng cao chút này bóc dính nè. Hến bự không. Thấy mê quá. Tuy là nó không có nhiều như ở ngoài chứ. Ở ngoài sông nhưng mà dễ mò lắm cả nhà. Đây chim chép. Chim chép trắng tinh nè, trên phải bóp vậy nè, nó xịt nước là nó sống á. Thì nó cũng giống như chan chan vậy đó, mò xịt nước là sống à. Ở đây có tép nè. Trên mò cái tép nó búng 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 luôn. Mương này thì tép bạc nhiều. Ấy thằng. Lê chi chân vậy?
Thầy cơ của Tú đã mồi cho ông con chém chép đấy ơi. Dạ anh Tú biết mồi đó nè. Hồi nãy không biết mồi sao em mồi nhiều quá vậy. Sao em mồi nhiều quá anh dữ vậy. Bóp bóp vậy thôi chứ thật ra nếu mà con nào nó sống á là mình mồi thì mình biết mà nó hơi trơn trơn, còn con nào nó chết á là nó không có trơn, thì nếu con sống là nó trơn trơn. Có khi nào mà mồi mồi lắm mấy tôm tép nổi thì sao tôm nổi luôn. Cái này cạn quá chắc không có tôm. Mới vừa nói cô chú anh chị dính tép hả? Tép bạc ở chỗ Chinh thì nhiều lắm cả nhà. Mới nói dính tép rồi. Nãy em mồi dính hai con hả? Ủa nhảy đâu có tiêu cái gì anh? Nó hả? Dạ, dạ tôi dính con chú chị. Hai con hả? Chắc bà con bự không á. Nếu mình dính là con bự không á? Thì xảy là con nhỏ không? Ừ, con ơi chê, con hến. Con hến ở đây là gấp 2-3 lần con hến ở ngoài sông luôn đó nha. Ở đây thì có con Trang Trang nữa nè cả nhà. Có hến nè, mà trên mồi hến nhưng mà đây thì nó chỉ bị lớn thôi, nó không bự được cả nhà. Có nhiều lắm luôn nhưng mà nó không bự nữa trong vườn. Chụp tay cũng dính, chụp tay cũng dính luôn á. Con Trang Trang ở đây ngộ lắm nha cả nhà. Nó ngộ hơn ở ruộng. Ở ngoài vườn ruộng thì là nó dài, còn đây nó tròn vo luôn nè. Ừ, ngộ ha. Ừ. Rồi sớm giờ Tú chưa mò được con đó nha. Giờ Tú mò được hai con rồi. Ngủ, nhảy bờ luôn rồi. Ở chỗ Chinh thì tép bạc này rất là nhiều luôn nè. Mò mò là nhảy lên nè. Chạy chỗ mò thôi. Đó, ngồi chỗ đó đi. Chạy ngồi chỗ mò hỏi gì đâu. Nè cái nhà. Chỉ cần ngồi chỗ mò thôi. Nhiều lắm luôn á. Nghe cái đường nước nè. Nguồn hến bự cái gì. Nghe cái đường nước nè. Hến nè, nó đi theo đường nước. Ừ. Con Trang Trang chỗ con gì? Trang Trang. Trang Trang. Trang Trang còn do. Ý. Đây nè. Ý. Tép, tép. Ờ, vô con. Tép thì tự nha. Có đen luôn. Mũi đen nó đeo cái mặt quá cả nhà. Mình mở cái nón ra luôn. Nè. Anh chỉ cần anh mở này nè. Anh bóp vô cái ghế nè. Thấy không? Bóp vô ghế lấy, bóp vô ghế lấy luôn cả nhà. Quá nhiều luôn. Quá đã luôn. Ngồi nhóc luôn vậy. Nè cô chú anh chị. Cái này là Chinh tìm ra được cái ổ nè cả nhà. Mê luôn. Quá luôn rồi. Chỉ cần thọt tay vô là lấy ra, thọt tay vô lấy ra 2-3 con luôn á. Ừ. Không. Ây da. Được luôn. Mà nó không bự nha cô chú anh chị, nó về vừa à. Tìm lâu lâu mới tìm được cái ổ chim chép nè. Ổ chim chép rồi. Ôi. Ghiền chưa? Ghiền rồi. Đó em đi mò em cũng kiếm như cái rễ cây gì nè. Là em ngồi chỗ em mò hoài luôn. Nè. Nghe ổ luôn á cô chú anh chị. Nghe ổ luôn. Chỉ cần thọt tay vô là lấy ra đó. Nè cô chú anh chị. Quá nhiều. Nghe ổ rồi. Nó ghim dư với mấy cái gốc cây đó. Ừ. Còn sống không luôn. Ừ, mũi. Mũi. Quá à. Tại vì vô cái bụi lùm này hơi bị mũi nè. Gỡ cái nón ra để nó vô vô mặt hoài nha. Để nó nổi nha. Trong vườn thì mũi đen chứ. Ôi. Chập. Quá rồi. Nhiều luôn. Đọt tay vô cái thằng bóp cái rễ cây ở nhà lấy ra. Giống như là nó ghim sẵn luôn. Từ nào giờ Tú mò đâu có dữ gì cô chú anh chị. Ủa nào giờ anh có mò trên chép thôi mà. Nói gì? Nay đúng sở trường của vợ Tú rồi cô chú anh chị ha. Anh thọc cái tay vô đây cái... anh luồn vô cái rễ cây là nó dính vô rễ cây, nó dính vô cái mấy cái rễ đó nóc luôn thấy mềm
nó nhỏ. Chim sọt trường đó là 2-3 con, 3-4 con luôn. Là con sống thôi đúng không? Sống mà. Tự cái nha. Đó, trong bám cái gốc rễ này rễ gì ta? Rễ cây gán. Rễ cây gán. Cây này người ta có thể làm chổi luôn á. Thế con nhỏ nè. Ủa, ừ, mình cùng chú anh chị. Đây, một cái của Trinh thôi. Mà mò Trinh thoảng lại xuống thôi là 4-5 con vậy nè cả nhà. Đây, để Trinh mò cho cả nhà xem nè. Xích xích. Trinh hốt một nắm rễ lên luôn nè cả nhà. Có nghe chưa? Hến có, Trinh chép có nè. Trinh thọt cái tay xin mò mò phía dưới cũng đụng nè. Nước ở trôi rồi cô chú anh chị. Phải nước sạch. Ừ, nước sạch mới được. Tại hai chồng Tú quậy đục á. Tại Trinh quậy đục thôi, cái nước này sạch lắm. Mình mò nó ở trước thì đục đúng không? Nhưng mà mò ngoài sau thì lại trong được cô chú anh chị, nước trong phải không? Tại vì nước này nước ra nước vô mà. Bởi vì nó có con gì? Chim chép. Chim chép. Tôi quên con chăn trang hoài luôn cô chú anh chị. Chim chép. Ở trong vườn thì con chăn trang thì nó tròn cô chú anh chị. Nó tròn hơn chim chép ở ngoài ruộng nha. Ở chăn trang. Tròn do. Cái này á Trinh muốn lấy gỗ xúc á, xúc cũng không được nữa. Tại vì nó nằm trong rễ á, bắt buộc mình phải móc cái rễ ra mới bắt được á. Mình phải mò cho nó rễ cây mới bắt được chim chép. Chứ không phải như nó ở ngoài, ở ngoài. Em mò nó xích lại này nè, chùm rễ nè em. Ừ. Chùm rễ wow phải không? Cây gán nè. Cây gán. Trên mò có cái không muốn đi. Ờ nó đó, đây nè, mò cho cô chú anh chị xem mà. Mấy cái chỗ nào mà nó có thì mình cũng dễ biết cả nhà. Vòng vòng ở trên mé bờ đó là con mà nó sống lâu năm đó, nó cũng sẽ chết. Như là gì là nó chết nè. Con này là bự nhất rồi đó. Cái này thì khỏe lắm, nó trắng tinh nè. Nên mình chạy hơi sơ đi, cái mình nặng mình ngâm. Cái này thì Trinh phải ngâm qua đêm mới ăn được cả nhà. À, Trinh đã ngâm được một đêm rồi đó cả nhà. Ngâm để qua đêm mới cho thịt nó trắng nó sạch hơn. Trinh rửa sạch rồi Trinh ngâm. Giờ thì Trinh sẽ đem đi chế biến. Nhiều lắm luôn á cả nhà. Trinh với anh Tú mò nguyên một nồi bự luôn á. Cái nồi này bự lắm. Trinh với anh Tú ngâm trong đây được đêm, giờ Trinh đem đi chế biến. Rồi giờ Trinh mời cả nhà cùng vào bếp với Trinh luôn nha. Hôm nay thì Trinh sẽ nấu cơm chắc nha cả nhà. Cơm nó sôi tim nè, Trinh quậy cho nó đường cái. Đặn hồi chắc cho nó dễ. Cho nó vừa sôi lại xíu cơm chắc luôn. Đây thì cái nồi Trinh luộc hết. Để Trinh vớt cái thì nó sôi nè. Trinh sẽ bỏ vô từ từ. Bỏ vô ít ít thì nữa nè. Cho nồi nổi lên rồi mình vớt. Trinh đậy nắp lại cho nó nổi lên. Mẹ rồi chưa? Được rồi. Mẹ cái gì hấu thì ngon nha. Ngon nha. Mẹ hai
cái cuốn nhỏ này nè con. Cái cuốn nhỏ vậy là 29 nó mới ngọt. Chứ là mình muốn bún, bún ở trong nó bọc 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 rồi nó chín à. Chứ còn nó đẹp 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 gì khi mua về cái nó bị gì đó. Nó bị hư ở trong á. Bị hư cái này đẹp đẹp. Giờ thì nó sôi nè. Hai cho con hết việc làm rồi cả nhà nên là giỡn. Nó sôi cái chim vớt. Cái nào mà nó không vớt được á. Cái chìm á thì Trinh sẽ đưa cho anh mượn Tú với anh Thư lượm giùm. Dễ tay coi. Này cả nhà. No sợ ngon sợ luôn nè. Con nào cái mặt ú nu luôn. Bà ngoại thì giờ sáng đi bọc ổi rồi cả nhà. Ổi ngoại mới có trái đầu tiên nên ngoại đi bọc ổi. Ổi chồng bọc mới ăn được anh ha, ngon ha. Bọc thì dầu ổi bắp gì đó. Bọc nó không bự ha, ngon. Ổi. Cái bọc nó mới bự. Chim chép này cả nhà ơi, nó no. Chồng quay ú nu luôn. Cái con chim chép này đâu có bị lớn được cả nhà, nhưng mà cái thịt nó bị lớn rồi nè. Thịt nó mềm giống như là con hến vậy đó. Hồi nhỏ Trinh nhớ là mẹ Trinh bắt về không có cần phải làm chế biến gì đâu, chỉ cần nước mắm trong á cả nhà với ớt thiệt là cay. Cái bắt đầu lấy cái con này chấm một cái. Còn đây là con hến nè cả nhà. Wow, con hến nó bự nè, nóng. Cái này thì Trinh có lấy miếng nước hến lên nè để Trinh rửa ra cho nó sạch. Lấy lại miếng nước hến nấu cho sôi cái Trinh trụng vô đây. Giờ thì trên xe ốp này là đường muối với bột ngọt, Trinh bỏ vô miếng muối miếng bột ngọt. Ở đây thì Trinh bỏ xíu nước màu thôi cho nó lên hơi có màu thôi. Tỏi phi Trinh bỏ vô miếng luôn. Cái xả thì Trinh làm cũng vàng nha, Trinh xấy cho nó vàng, phi cho nó vàng cái phần này Trinh ốp rồi nè. Trinh chế Trinh ốp Trinh bỏ vô Trinh kho luôn. Mình chết quá trời những cái canh như thế này. Dọn qua đi mới nó mới trắng được. Kho cho nó sắc lại. Nãy Trinh có chắc nước cơm á, cái Trinh chừa miếng đó. Hồi tí nó Trinh bỏ vô. Để cho nhìn con Trinh chết nó bóng bóng, nó không có bị khô nữa nè. Bây giờ thì nó cũng cạn rồi đó nè. Trinh phải cho xíu miếng nước cơm vô để cho hạt hến nó được no. Ô con chim chép hến lựa ăn nấu canh nha. Nay mẹ đi bọc ổi mới vô rồi nha. Ăn phải mì sáng mua 10.000 phải mì kè. Giờ thì Trinh để cho nó khô nước lại xíu nó lấy được. Phải mì kè này hơi cứng nha mẹ, mà sao con không khoái mì kè không khoái mì bột á. Mì bột ăn ai bột nó ngon hơn. Sáng thì đi chợ cái con mới mua gì mua nửa ký mì kè về với gia đình ăn thì Trinh cũng xong ha. Trinh bỏ vô miếng tiêu luôn, thấm thôi xả ớt, nước cuốn món mì canh luôn. Tỏi phi nè, cái Trinh bỏ hết vô. Đậu quăng mà thôi cuốn. Anh Thư nó có cái gốc người dân tộc đó cả nhà. Cái gốc mẹ mà sao mà lại đầu quăng không hiểu luôn á. Đây là nước hến nè, nước hến nãy Trinh cắt rồi đó. Nước hến ngoại. Nước hến này cắt lại nấu canh rất là ngon luôn cả nhà. Này lấy nhiều để ngoại Tú nó là thiếu nước à. Này thì Trinh có bột ngọt với muối hạt nêm. Trinh bỏ vô. Bữa ăn gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Con mời mẹ ăn cơm, Tú mời cô chú anh chị ăn cơm luôn. Con mời mẹ dùng cơm. Trinh mời cả nhà ăn cơm với gia đình Tú Trinh luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, con mời cô chú ăn cơm. Ăn cho đi con. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, con mời chú ăn cơm. Ăn cơm đi con. Nay thì Trinh sẽ trộn nồi cả nhà. Bỏ cơm vô trộn nồi. Trộn cái chảo. Trộn chảo. Hồi đó cái trộn nồi ngon. Đây thì Trinh nấu cơm chắc nước nên là chắc được nguyên về cơm cháy luôn nè. Chắc nước thế mình lấy được nguyên về cơm cháy luôn. Cơm cháy này chắc mẹ cứng quá mẹ. Hơi cứng. Cứng à. Đâu thử cơm cháy. Cơm cháy cái Trinh bỏ một miếng
chim ăn, chép lâu ăn mới ăn giờ ăn ngon ngon nha. Chị mời cả nhà nha, gì nè ăn mới rất ngon luôn. Canh. Nó canh ngọt không nè, mắc rượu. He he nó ngon ngon. Béo béo quá. Sao nó tan luôn. Nó tan hả? Nước hến mình nấu mình lấy nước là ngọt không nè. Hay à. Hay quá. Nước mắm cay thì cay nè, chấm một cái. Xin mời cả nhà nha. Còn khoái hến nữa hả? Anh cũng nhớ hả? Cay lắm. Hến nè. Ăn gấp từ con lâu lắm con nè. Lấy muỗng nè. Ừ. Cầm hẹ con. Ngon luôn. Con thử canh thử ngon không? Dạ, canh một ngày. Canh nước canh ngọt. Thôi canh nước canh ngon rồi. Mình kho về mình trộn nổi nè, giảm với thơm mùi nổi ngon. Không mùi nổi, mùi xảo. Giờ quay đảo, quay lại thời xưa trộn nổi. Cái này thì nó hơi nhỏ cả nhà. Gấp thì mình gấp đại nha. Bao con này là mới ngon. Chứ ăn từng con là nó không ngon đâu. Xin mời cả nhà nữa nha. Ớt cà cay thì mới ngon à. Làm mà khô quá nó cũng nhắc rồi nè. Cái món này hôm nay Tú ăn chắc hết nồi luôn nè cô chú anh chị. Tú qua chảy miếng. Mai ăn chảy miếng. Cái bụng quá mẹ. Này chấm ớt làm thịt cay ăn thấy đã lắm. Nè mẹ cho thử cho em thử cái này là ngon là đặc biệt luôn á không? Nè. Khoan nha, để đây, để mẹ cho anh Thư ăn cái này thử coi. Cái này là cơm trộn nồi nè. Cái này anh Thư từ hồi đó giờ anh Thư cũng chưa biết ăn nữa cả nhà. Ăn thấy mùi vậy sao? Để thử. Thử trộn cái nồi ha. Chừng ngộ hả mẹ ha, trộn vô cái nồi với cái chảo làm như thơm, mùi đặc biệt lắm. Khô quẹt ha, là khô khô thì cũng phải trộn cái nồi. Con giấy này thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn quá. Con cháy vàng ôm luôn nè. Con cháy này phải củi, củi nó phải thật chắc, mình nó chắc á, mình mới ấy từ con cháy. Củi dừa nó lấy con cháy khó lấy lắm. Mẹ nó bộ, lâu lâu ăn bộ ngon. Lâu lâu ăn, Trang lâu lâu Trang có đó ăn, mẹ đặt ăn đã ha, học ngay luôn. Cái ngọt nó thơm. Ăn thôi. Nấu miếng hến đâu còn bỏ đường gì đâu mẹ. Không có bỏ gì đâu. Mình ăn làm món nào cũng không có đường đâu. Món nào cũng muối với bột ngọt. Mua đường nó ngọt ngọt khó ăn lắm. Mẹ thì không thích, không quen ăn được. Mẹ không quen được. Cái con trang trang mà nó bự chứ mà nó đâu bằng nhân chép nha. Dai. Còn nhân chép nó mềm. Nhân chép thịt nó mềm như con hến vậy. Béo, mềm béo còn nhân trang không ngon. Con nhận quan đi mò ghiền luôn á trời. Sọc tay vô bộ gán mẹ nó lờ nó chân y như là đá ở dưới vậy. Giờ chỗ không có, hồi xưa là có. Mình thương nhóc. Phải nói ngoài mình dễ đãi nha. Nó trong đất cứng cứng. Nó cứng chứ nó vô mấy cái rễ bùi gán. Chúng mời cả nhà ăn cơm luôn. Tú nãy giờ quay cái đói bụng mời cả nhà. Chúng mời cả nhà ăn nha. Cơm cháy. Cái tô canh mẹ hết rồi anh ơi, múc múc thêm ạ. À.
nhiều lắm, ở trong còn một nồi luôn á, một chảo luôn á, em nấu nhiều. Canh này mà mình đi làm mệt mệt á, về ăn ngon lắm cả nhà. Ngon, ừ, ngon hay mẹ à? Húp mà nó ngọt ngọt sao ha, nó ngọt tự nhiên á mẹ. Còn mình lấy cơm cháy á, chị lấy cơm cháy đặng hồi để mình gấu vậy đó cả nhà, ăn cũng rất là ngon luôn. Hôm nay thì Trinh làm mấy cái món này là giống như là mình nhớ là hồi nhỏ mình ăn đó cả nhà. Lâu lâu mình ăn một lần lại rất là ngon. Thì anh Thuận phái cái món phái cái món cơm cháy ăn chung với chanh chép. Bà ngoại no à. Bà ngoại lâu lắm bà ngoại không có ăn nước hết cả nhà. Thì lâu lâu trên đi chợ cũng có mua hết, nhưng mà hết người ta làm sẵn, người ta làm không ngon nha, đã làm sẵn cái mình mua thì người ta chỉ bán thịt thôi. Mà điều con nghĩ chắc là nó cũng dơ lắm mẹ ha, ta về người ta bỏ đại á, cái nước ta bỏ chỗ này con ngâm qua đêm rồi, ngâm qua đêm rồi xong cái mình về mình làm sạch sẽ lại cái làm sẵn không ngon, nước nó lắm rồi không có như của mình đâu. Anh Tú nay chắc quét sạch được cơm, ăn dính với miệng luôn rồi. Ngon quá cô chú anh chị ạ. Nè anh Tú biết dùm chép cho anh Tú. Bứa rồi. Thấy sao? Nó béo. Béo mà bên trong nó mềm, nó béo. Nó mềm. Này Tú ăn này. Bấm vô. Cũng mời cả nhà thêm lần nữa nha. Anh Tú thấy mẹ ăn chan canh. Thấy mẹ chan canh anh Tú thèm. Anh Tú làm thử. Làm thử giống như mẹ ăn, thấy sao? Ngon thiệt mà. Ngon thiệt mà. Quá xuất sắc luôn. Mẹ đâu có nói giống anh đâu Tú. Anh Tú nói nãy thấy mẹ chan canh húp ngon quá. Anh Tú làm thử rồi. Cái này hồi xưa là dễ mò lắm, mẹ vô vườn rồi nhắc luôn nha. Cái trên Tú thì không có nhiều đâu cô chú anh chị, ít thịt à, hình như không có luôn á. Bây giờ là nó có nhưng mà nó không bự như hồi đó bự. Hồi đó nó cũng bự hơn bây giờ nó mới có lợi, nó kêu có bự nó mới có lợi. Mà ngộ ha, nó có con chanh chép là nó có hến, là chanh chép nó không có nữa nha. Hai chồng con mò vô trong bụi gán, nữ con sệt nó luôn. Con chép nó ở đó cứng. Bởi vì nó vô nó vô cái bụi gán để gì nè cả nhà, bụi gán gì nè, nhưng mà Trinh thọt cái tay vô trong bụi gán thấy mê luôn. Ở đâu mà ở trong cái bụi gán nó giống dày luôn, giống như là ghim lá vậy anh Tú ăn. Bụi gán là sao nè? Cây gán là cái cây mà hồi xưa người ta làm chổi. Chổi hết trơn luôn cô chú anh chị. Nay không còn gì luôn. Hôm nay tuy là gia đình Tú Trinh ăn món ăn dân dã cả nhà. Món ăn này thì ở quê thì Trinh dễ tìm lắm. Nhưng mà gia đình Trinh nấu thì ai ăn cũng giống như là ăn cũng thấy ngon á, Trinh thấy cũng vui. Bữa ăn gia đình Tú Trinh thì cũng đã ăn xong cả nhà. Hôm nay thì mẹ ăn cơm rất là ngon nên Trinh thấy rất vui. Trinh cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng được vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà. Con chào ông bầu của chú.